Phong Thanh xin chào các bạn. Hôm nay Phong Thanh làm video map của tuyến đường quốc lộ 61, bắt đầu từ ngã ba Vĩnh Tường, đi ngang chợ Nàng Mau, đi thẳng vào thành phố Vị Thanh, Hậu Giang với đoạn đường dài 14 km. Mời các bạn cùng theo dõi.